Mày đấy. Nhìn nó thật là bình yên. Tao không muốn nó bình yên. Mày biết là nó sẽ làm gì không? Nó sẽ đón một cái Tết an lành của mình đi không? Chọn bộ outfit của mình hôm nay. Trong mình có mặc một cái áo như thế này, kéo lên, ngoài có cái váy này, và đi một đôi giày màu hồng. Nhưng mà đi bên đây thì phải thay cái đôi dép như này. Và sự đầu tiên của định kỳ nhà vua lên xe.